với vai trò là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn hội đông dân thôn Tân Trung, xã Phú Cường, thành phố Hương Yên. Những năm qua, bà Trần Thị Tỏ luôn yêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc và quản lý tốt nguồn vốn tiến dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Gắn bó với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh từ năm 2013, bà Tỏ luôn tích cực tìm hiểu và nghiên cứu kỹ các nội dung chương trình tín dụng ưu đãi, đối tượng áp dụng cũng như quy trình thực hiện vay vốn để hỗ trợ hội viên vay vốn và quản lý nguồn vốn hiệu quả. Đến nay, tổ tiết kiệm và vay vốn của bà có 35 hội viên được vay vốn thông qua 7 chương trình của Ngân hàng Chính sách xã hội như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên, hộ mới thoát nghèo và giải quyết việc làm tổng tư nợ đạt gần 2 tỷ đồng. Điều đáng nói, các tổ viên tham gia gửi tiết kiệm đạt 100%, không có nợ xấu, nợ lãi. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên đã đầu tư phát triển chăn nuôi, tăng số lượng đàn bò, vươn lên thoát nghèo. Riêng từ đầu năm đến nay, đã có 4 hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống.